Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình VNA News, nơi cập nhật những thông tin mới nhất và nóng nhất về hàng không. Ngay sau đây sẽ là những thông tin nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Vietnam Airlines kỷ niệm 30 năm đường bay thẳng và chào đón hành khách thứ 15 triệu giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hãng hàng không Pacific Airlines cất cánh trở lại sau tái cơ cấu. Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội-Thành Đô. Chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert 2024 sẽ trở lại vào tháng 10 tới đây. Hội Nhà báo Việt Nam và Vietnam Airlines phối hợp tổ chức hội thảo vai trò của tạp chí Heritage trong báo chí đối ngoại và truyền thông quốc tế. Tổng công ty tổ chức tọa đàm giải đáp thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm sức khỏe. Quý vị thân mến, vừa qua, Vietnam Airlines ghi dấu cột mốc 30 năm đường bay thẳng Việt Nam-Hàn Quốc chào đón hành khách thứ 15 triệu và ký kết với các đối tác trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Việt Nam. Đường bay thẳng đầu tiên không chỉ khai mở thị trường hàng không hai nước, mà còn là cầu nối quan trọng thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong 30 năm qua, Vietnam Airlines đã không ngừng nỗ lực mở rộng đường bay và nâng cấp đội máy bay trên đường bay Hàn Quốc. Đến nay, hãng đang khai thác 6 đường bay thẳng là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi Seoul, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi Busan, Đà Nẵng, Seoul và Cam Ranh đi Seoul với tần suất trung bình lên tới 112 chuyến bay mỗi tuần. Vietnam Airlines cũng là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay đưa vào khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại Airbus A350, Boeing 787 trên đường bay Hàn Quốc, mang đến những trải nghiệm dịch vụ vượt trội cho hành khách. Trong 3 thập kỷ, Vietnam Airlines đã thực hiện tổng cộng 65.000 chuyến bay, vận chuyển 15 triệu lượt hành khách và 291.300 tấn hàng hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Chủ tịch Hội đồng Quản trị ông Đặng Ngọc Hòa khẳng định những thành quả 30 năm qua trên đường bay Hàn Quốc đã cho thấy nỗ lực bền bỉ và tiên phong của Vietnam Airlines trong hành trình vươn cao của đường bay mang ý nghĩa chiến lược này. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Vietnam Airlines đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Korean Air và 4 công ty du lịch tại Hàn Quốc. Theo đó, Vietnam Airlines sẽ phối hợp với các đối tác tăng cường xúc tiến đầu tư, du lịch hai chiều, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động quảng bá, tiếp thị và hợp tác sản phẩm, dịch vụ hàng không. Từ ngày 26 tháng 6 năm 2024, hãng hàng không Pacific Airlines cất cánh trở lại trên các đường bay nội địa với đội máy bay Airbus A321. Với sự trở lại của Pacific Airlines, hành khách sẽ có thêm nhiều lựa chọn khi di chuyển bằng đường hàng không trong mùa du lịch hè năm nay. Theo đó, Pacific Airlines khai thác hàng ngày các đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng, Chu Lai với tổng số 6-8 chuyến bay từ ngày 26 tháng 6. Trong một số giai đoạn cao điểm, hãng sẽ chủ động tăng cường các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa, Vinh, Huế, Tuy Hòa để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Với lịch bay nêu trên, hãng sẽ cung ứng tổng cộng gần 1.000 chuyến bay, tương ứng hơn 180.000 chỗ trong giai đoạn cao điểm du lịch. Để chuẩn bị nguồn lực đội bay cần thiết, Pacific Airlines sẽ lần lượt tiếp nhận và đưa vào khai thác 3 máy bay Airbus A321. Trong đó, 2 chiếc có cấu hình 203 ghế với 8 ghế hạng thương gia, 195 ghế hạng phổ thông và 1 chiếc cấu hình 184 ghế với 16 ghế hạng thương gia, 168 ghế hạng phổ thông. Trong giai đoạn tái cấu trúc này, bên cạnh khôi phục mạng đường bay, Pacific Airlines đồng thời nâng cấp tiêu chuẩn dịch vụ một cách toàn diện. Theo đó, khách hàng được trải nghiệm dịch vụ trên máy bay Airbus A321 với chất lượng đẳng cấp quốc tế, tương đương Vietnam Airlines. Ngày 26 tháng 6 năm 2024, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng giữa Hà Nội và Thành Đô, kết nối thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam với vùng đất trù phú của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đường bay mới tạo điều kiện thuận lợi cho du khách hai nước ghé thăm những điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam và Trung Quốc.
chuyến bay khai trương chặng Hà Nội đi Thành Đô mang số hiệu VN552 khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 23 giờ ngày 25 tháng 6 và hạ cánh tại sân bay Thiên Phủ Thành Đô lúc 2 giờ 05 phút ngày 26 tháng 6 giờ địa phương. Ở chiều ngược lại, chuyến bay mang số hiệu VN553 từ Thành Đô đi Hà Nội khởi hành lúc 3 giờ 05 phút và hạ cánh lúc 4 giờ 20 phút ngày 26 tháng 6. Hành khách trên các chuyến bay khai trương được tặng hoa, quà lưu niệm và chào đón đặc biệt tại sân bay. Vietnam Airlines khai thác đường bay giữa Hà Nội và Thành Đô với tần suất 4 chuyến mỗi tuần vào thứ Ba, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Các chuyến bay đến Thành Đô hạ cánh tại sân bay Thiên Phủ, một trong những sân bay lớn nhất Trung Quốc, với thiết kế hiện đại, cơ sở hạ tầng tiên tiến và dịch vụ chất lượng cao, đảm bảo mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho hành khách. Nhân dịp khai thác đường bay thẳng giữa Hà Nội và Thành Đô, Vietnam Airlines triển khai chương trình ưu đãi với mức giá khứ hồi hấp dẫn chỉ từ 5.635.000 Việt Nam đồng, áp dụng cho hành trình khởi hành từ Hà Nội đi Thành Đô. Chương trình áp dụng với vé mua từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2024. Hành trình khởi hành từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2024. Vé đang được mở bán trên website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý chính thức của Vietnam Airlines. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2024, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mang chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert 2024 trở lại thủ đô vào mùa thu này. Năm nay, Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert 2024 sẽ lần đầu tiên mang đến cho khán giả màn biểu diễn đầy ấn tượng của dàn nhạc giao hưởng quốc gia Nga Russian National Orchestra trong hai đêm công diễn ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2024 tại Nhà hát Hồ Gươm. Tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 27 tháng 6, Phó Tổng Giám đốc Đặng Anh Tuấn cho biết, sau nhiều năm vắng bóng, lần trở lại của chương trình hòa nhạc năm 2024 sẽ mang đến cho khán giả thủ đô và khán giả tại Việt Nam những màn biểu diễn đầy ấn tượng trong hai đêm diễn. Đêm diễn ngày 12 tháng 10, dàn nhạc giao hưởng quốc gia Nga sẽ trình diễn quốc ca Việt Nam cùng các nhạc phẩm kinh điển dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Cesar Alvarez. Đặc biệt, có sự tham gia của nghệ sĩ độc tấu piano Eva Gevorgyan. Còn đêm diễn thứ hai vào ngày 13 tháng 10 sẽ có một số trích đoạn ballet do các vũ công chính đến từ nhà hát Bolshoi trình diễn. Được tổ chức thường kỳ từ năm 2017, Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert là chương trình hòa nhạc cổ điển ngoài trời đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của các dàn nhạc giao hưởng quốc tế nổi tiếng trên thế giới. Đây là sự kiện văn hóa lớn nằm trong thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Vietnam Airlines và thành phố Hà Nội nhằm thúc đẩy công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô. Với vai trò hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines mong muốn Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert sẽ trở thành cầu nối mới cho sân khấu cổ điển, gắn kết người dân, du khách thủ đô với nền âm nhạc thế giới. Đồng thời, sự kiện mở ra những cơ hội mới nhằm thúc đẩy quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, đất nước, con người Việt Nam cởi mở, yêu chuộng nghệ thuật đến với thế giới. Ngày 28 tháng 6, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức hội thảo vai trò của tạp chí Heritage trong báo chí đối ngoại và truyền thông quốc tế. Sự kiện này nhằm tôn vinh và khẳng định vai trò quan trọng của tạp chí Heritage trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua các chuyến bay của Vietnam Airlines. Phát biểu tại hội thảo, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết, trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, Vietnam Airlines luôn xác định vai trò là cầu nối giao lưu, quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam với thế giới. Với sứ mệnh đó, tạp chí Heritage đã ra đời, một trong những bộ phận khăng khít không thể thiếu của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Tạp chí Heritage đã thực hiện xuất sắc sứ mệnh là điểm chạm văn hóa Việt đầu tiên trên các chuyến bay, là phương tiện giải trí thú vị cho các hành khách của Vietnam Airlines. Tạp chí đã nhận được sự yêu thích và tin tưởng của độc giả, giành được nhiều giải thưởng danh giá như giải báo chí đối ngoại, giải báo chí toàn quốc, giải báo chí ngành giao thông vận tải và gần đây nhất là giải thưởng quốc tế tạp chí trên máy bay hàng đầu châu Á do tổ chức World Travel Awards trao tặng. Cũng trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu cũng đã trao đổi và thảo luận về vai trò quan trọng của tạp chí Heritage trong công tác thông tin đối ngoại. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã đưa ra nhiều ý kiến và giải pháp để nâng cao hiệu quả của tạp chí Heritage trong công tác thông tin đối ngoại.
phát biểu kết luận hội thảo, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhận định tạp chí Heritage giống như cầu nối văn hóa, giới thiệu di sản văn hóa phong phú của Việt Nam, quảng bá điểm đến du lịch hấp dẫn, nổi tiếng của Việt Nam với hình ảnh đẹp, thông tin chi tiết và hấp dẫn. Ngoài ra, tạp chí Heritage đã góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam thân thiện, mến khách, giàu truyền thống văn hóa và hội nhập quốc tế, giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về Việt Nam và từ đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia khác. Để giúp cho cán bộ nhân viên hiểu rõ hơn về các quyền lợi và điều khoản bảo hiểm sức khỏe cho người lao động Vietnam Airlines, ngày 28 tháng 6, Tổng công ty đã tổ chức tọa đàm giải đáp thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm sức khỏe. Tọa đàm có sự tham gia của đại diện Ban pháp chế, đại diện Tổng công ty Bảo hiểm PVI và đại diện các cơ quan đơn vị trong Tổng công ty. Tại tọa đàm, đại diện Ban pháp chế, chị Phạm Thu Mai đã giới thiệu về bảo hiểm PVI và chương trình bảo hiểm sức khỏe cho người lao động giai đoạn 2024-2025. Những ưu điểm của bảo hiểm sức khỏe PVI bao gồm tra cứu quyền lợi bảo hiểm bất kỳ lúc nào, thẻ bảo lãnh điện tử, người được bảo hiểm không cần mang thẻ cứng khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh. Hồ sơ bồi thường được xử lý bởi hai văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng trực tiếp, không phải đi thuê bên ngoài, hotline 24/7. Ngoài số hotline, có riêng một chuyên gia tư vấn trực tiếp hỗ trợ cho người được bảo hiểm, cùng một số điện thoại 24/24 để tư vấn, giải đáp, hướng dẫn, hỗ trợ cho người được bảo hiểm mọi thắc mắc. Cũng trong khuôn khổ tọa đàm, đại diện bảo hiểm PVI, bà Nguyễn Hồng Vân cũng đã giới thiệu chi tiết quyền lợi bảo hiểm người lao động và quy trình bồi thường. Đại diện PVI cũng giải đáp các thắc mắc của đại diện các cơ quan đơn vị đặt ra trong tọa đàm. Chương trình bảo hiểm sức khỏe thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổng công ty đối với tài sản quý giá nhất, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế cho cán bộ nhân viên khi tham gia khám, chữa bệnh, an tâm tận hưởng cuộc sống vui khỏe và cống hiến cùng tổng công ty phát triển. Tiếp theo sẽ là phần điểm tin hàng không thế giới. Thông tin chi tiết sẽ có ngay sau đây. Ngày 24 tháng 6, Skycheck, đơn vị đánh giá chất lượng hãng bay và xuất bản tạp chí hàng không hàng đầu thế giới, đã công bố Giải thưởng Hàng không Thế giới 2024. Trong đó, danh hiệu hãng hàng không tốt nhất thế giới năm nay thuộc về Qatar Airlines. Corine hôm ngày 25 tháng 6 cho biết đang điều tra một sự cố khẩn cấp diễn ra vào cuối tuần khi một trong những chiếc máy bay Boeing 737-8 của hãng phải chuyển hướng do vấn đề về áp suất khiến một số hành khách phải điều trị y tế. Ủy ban đối sách của Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã công bố bản tóm tắt các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn bay nhằm ngăn chặn tái diễn vụ tai nạn máy bay xảy ra ở sân bay quốc tế Haneda hồi đầu năm. Ủy ban Giao thông Vận tải Quốc gia của Mỹ đã khiển trách Boeing vì tiết lộ chi tiết về một cuộc điều tra đang diễn ra mà chưa được cho phép. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VNA News tuần này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Vietnam Airlines, vạn dặm nơi.